là cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Mai. Ủa trời ơi, năm. Tự nhiên rồi ngồi ngoài sân ngủ gục vậy? Đâu có, gác cái tay gì nè, rồi cái nó trợt, cái áo nó trơn nó trợt. Đi văn chẳng ở ngoài đầu ngõ, thấy anh gì mà làm thơ thấy buồn bã vậy hả? Trời, tôi buồn cái gì buồn, tôi đang vui mà buồn cái gì? Trời đất ơi, năm nay ăn Tết lớn nghe, mua quà tặng cho ai mà dữ vậy? Đâu có, mấy cái đồ này là của thằng Hai nó gửi về đó. Ủa, thằng Hai con anh nó về hả? Ủa nó đâu vậy? Nó đâu có về, nó nhờ người cầm về đây, tôi nói nó gửi về mà. Cha, con anh làm ăn năm nay khấm khá nghe, mua quá trời đồ luôn. Anh thích cái nào lấy về xài đi. Cái gì kỳ vậy? Thôi. Chưa hết đâu nha, nó còn mới sắm cho tôi cái dàn máy lạnh mới ken ở trong đó kìa. Cha, thằng này có hiếu dữ ta. Trời ơi, nó có hiếu vậy mà còn mặt còn hiếu nữa. Tôi vui mà. Chứ đâu có buồn hồi nào đâu. Tôi chỉ thì hơi thoáng qua chút xíu là nghĩ già cả rồi, lủi thủi con mình nè. Con anh như vậy là có hiếu là anh hạnh phúc rồi. Vậy thôi vậy. Nếu mà cảm thấy buồn quá thôi qua bên nhà tôi. Thôi anh ơi, qua bển rồi thấy con cháu anh vui vầy quá, tôi thì chạnh lòng nhớ con rồi nhớ cháu nữa, hay là cái gì đó rồi tôi mệt tôi xỉu mất công nữa. Đã nhớ con nhớ cháu rồi á thì thôi bây giờ bán nhà dưới này đi, lên trên thành phố đó ở chung với con. Không có được, tôi ở với quê nào giờ quen rồi, lên thành phố nó chật chội, nó bức bách khó chịu lắm ông ơi. Ồn ào kiểu nổi hả? Ừ, là yên tĩnh hả? Ừ, sao mà không làm được cái vừa ý ông, cái gì ông cũng muốn hết trơn á, muốn ở đây rồi muốn con cháu nó về đây nó ở. Mà nó bây giờ nó thích sống ở trên thành phố rồi, nó có điều kiện công ăn việc làm ở trển ổn định rồi, để cho nó làm ở trển đi, có gì đâu mà anh phải. Thì tôi có nói gì đâu, nó nói tôi là hôm nay là nó đi công tác gần ở đây nè, lúc nào rảnh nó chạy về nhà mà đó, thì tối đuôi tới chật rồi mà nó thấy gì đâu. Cô kiểm tra điện thoại coi nó nhắn tin hoặc nó gọi gì anh không nghe đó. Trời ơi, tôi chờ điện thoại nó từ trưa tới bây giờ nè mà có thấy mặt mũi nó đâu. Giờ này tối rồi chắc nó không có về đâu. Mà tôi thắc mắc kỳ nha, bữa nay là 29 Tết rồi, tất cả cơ quan ban ngành người ta đều nghỉ, sao con anh còn đi làm sao? Trời ơi, người ta làm hành chánh nó khác, còn cái này nó làm tiếp thị mà. Nó làm ngành tiếp thị, cho nên là nó đi tặng quà cho khách hàng thân thiết ở đâu gần đây nè. Ai biết nè, thì nó công việc nó lu bu. Ôi trời ơi, quan tâm chuyện nó làm gì, nó làm ông ơi. Sao mà vô tình quá, buồn cái gì mà nguyên bình trà to về muốn hết trơn không còn giọt nào luôn. Thì đó xin lỗi anh. Trời ơi, ngóng nó rồi ngồi uống trà giết hết bình trà lúc nào không biết luôn nữa, để vô pha ấm trà mới đà đãi anh nha. Đợi chút xíu nha. Thiệt thấy cũng thương, có đứa con một à, rồi giờ đi làm ăn xa rồi lập gia đình rồi có cháu nội mà không được ấm bọc. Chả buồn cho mình, tao nói con cháu đầy đàn đầy đống, mỗi lần tập trung về cái nhà mình như cái chợ. Ủa, cái gì đây? Trời ơi, nó đâu phải là con nó bất hiếu với ông đâu, nó cũng nhắn tin về nó hỏi thăm ông nè. Mà cái thằng này ngộ bay, mày về công tác gần nhà sao mày không thăm tí mày? Tao gọi mới được. Alo, Cát hả? Ừ, chú Năm Ruộng nè. Cái gì? Thầy Ba mày đi vô chăm trà rồi, tao thấy cái tin nhắn của mày, tao mới lấy điện thoại tao gọi cho mày nè. Nè, mày vô tâm lắm nha, nha. Mà đi ở xa đồ, bây giờ mày về công tác gần nhà, sao mày không ghé mày thăm tía mày một cái? Tía mày nhớ mày nó nổi mà, bỏ cơm luôn kìa. Thiệt, về liền tức thiện cho mày nha. Ừ, rồi thôi. Rồi đây tôi sẽ cho ông một cú bất ngờ. Ủa, anh nói chuyện với ai mà tôi nghe lòng lộng trong đó vậy hả? Nói chuyện điện thoại. Suja của con nhỏ gái Úc á. À, ghé lên thăm, bây giờ tôi phải về gấp. Thôi anh ngồi đây nha, có gì tí xíu cái tôi qua nha. Chúc mừng năm mới.
Cảm ơn anh nha. Mừng cái gì mà mừng không biết nữa. Nói uống trà là mình trà mới cho uống. Đi về rồi, giờ mình tự uống luôn. Tí ơi. Ủa, tí ơi, tí có sao mà tí ra, tí đang gió mái gì, tí đang bệnh mà sao tí ra đây tí ngồi vậy tí? Tí có sao không tí? Đi vô nhà tí ơi, đang bệnh mà ra đây gió mái lắm tí ơi. Ủa, tí đâu có bệnh hoạn gì đâu con. Ủa mà trời, tí tưởng tối rồi con không về chứ mà sao con về giờ này con về vậy? Dạ, con đang trên đường về. Đầu đường vô nhà mình rồi nè, có người điện báo nó là tí bỏ ăn. Trời, con lo quá trời lo luôn á tí. Ai vậy? Tự nhiên nói tí bỏ ăn vậy, tí đang mạnh cùi cùi vậy, tự nhiên trù tí bỏ ăn là sao vậy? Ai vậy? Ai mà nói ác mà bắt miệng vậy? Tí đang mạnh cùi cùi vậy trù tí bệnh hoạn bỏ ăn là sao vậy? Tôi nè. Trời đất ơi, làm ơn mắt quán nha. Ông rảnh quá ha. Rảnh gì? Tự nhiên là điện thoại gọi cho nó, nói là tôi bệnh này bệnh nọ. Tôi có bệnh hoạn gì đâu. Tôi mà không gọi giờ này nó không có mặt ở đây với anh đâu. Không dám đâu ha. Nó nói tôi là đang tới đầu hẻm rồi kìa. Bởi vì nó mới, ông vừa về là nó vừa vô nhà tức thời đây nè. Về nãy sao tao gọi cho mày mà em nói mày? Con về tới đầu hẻm rồi, con cũng định làm tía con bất ngờ. Bất ngờ thiệt hả chứ, tía tưởng giờ này con không có về rồi đó. Dạ, đúng vậy, thôi tía còn khỏe vậy, con lấy con có mua đồ ăn về á. Con định làm tía bất ngờ, con về rồi nấu nướng ăn với tía xong á, rồi con lên Sài Gòn con ăn Tết trên đó. Gia đình nó con một mà. Bay nói vậy bay nghe được hả? Dạ. Chứ bay không phải là con một của tía bay hả? À, không sao, nó năm nào nó quan Tết bên gia đình vợ nó quen rồi. Không có làm sao kiểu đó được, để tôi mừng việc với nó. Con ơi con. Dạ. Nghe, cha mẹ thương con như biển tràn lai láng. Bay thương cha mẹ mà bay tính tháng tính ngày kiểu đó là tao thấy tao không đồng ý. Thôi, ai có lỗi chưa? Thôi, năm nào nó cũng ăn Tết với gia đình vợ nó quen rồi. Thôi để nó về ăn Tết với gia đình vợ đi. Khi nào nó rảnh thì nó về thăm tôi cũng được mà, có sao đâu. Kìa, mắt ba mày rưng lệ rồi kìa. Rưng đâu mà rưng, ông nó cười quá. Trời, sao vậy? Cái gì vậy? Tía, thôi, con xin lỗi tía. Con biết á, mấy năm nay á, năm nào cũng ăn Tết bên nhà vợ con á. Trong qua câu chuyện này á, con cũng hiểu. Thế con mình lủi thủi dưới quê à, con bệnh hoạn biết nói sao luôn. Năm bậy quá đúng không chú Năm? Quá bậy luôn. Bây giờ nè, chú thấy vậy nè. Thôi năm nay bay ăn Tết với tía bay đi. Bay tiếp phục với vợ bay. Rồi cái năm sau á, cái bay về bên vợ bay ăn Tết. Cứ năm cách năm gì đó, để cho bên vợ bay á cũng vui mà tía bay cũng vui. Tía, giờ con quyết định vậy luôn. Năm nay á, con ở lại con ăn Tết với tía. Một lát á, con điện cho vợ con á, ngày mai đưa cháu nội ăn Tết với tía luôn. Đó, vậy có phải được thiệt vậy hả con? Dạ. Thấy chưa? Thấy mặt tía bay cười tươi hẳn ra thấy không? Thôi giờ vậy, cha con sum họp rồi. Tôi mời hai cha con qua nhà tôi ăn bữa cơm thân mật được không? Đâu được chú Năm. Cái kỳ mày. Trời, con về con mua đồ ăn quá trời. Chứ lại bữa nay sum họp với ba con, chứ Năm phải ở đây ăn cơm với gia đình con chứ. Vậy cũng được. Ôi trời con gái.